Thưa quý vị, một chuyện hy hữu đã xảy ra với một bé gái sống ở một ngôi làng nhỏ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cụ thể, năm lên 10 tuổi, cô bé đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội. Tuy nhiên, khi được khám ở trạm xã trong làng, người ta không phát hiện ra nguyên nhân cụ thể từ chứng đau bụng mà cô gái này gặp phải. 5 năm sau đó, cha mẹ cô bé đưa bé đến bệnh viện lớn để điều trị thì phát hiện một sự thật kinh hoàng. Chuyện gì đã xảy ra với cô bé? Mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. Theo một trang tin của Trung Quốc, sự việc hy hữu xảy ra với bé gái sống tại một ngôi làng nhỏ ở Tứ Xuyên hồi năm 2013. Năm cô bé 10 tuổi, cô bé đột nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội. Do điều kiện y tế khi đó của ngôi làng khá thô sơ nên chứng đau bụng đó của cô bé đã không được chữa lành. 5 năm sau đó, khi cha mẹ của cô bé đưa bé đến bệnh viện lớn để điều trị, khi tiến hành chụp X-quang cho cô bé, các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên phát hiện trong ổ bụng của bé gái có 3 con rắn dài tới 30cm. Nguyên nhân tại sao cô bé lại mang thai 3 con rắn thì vẫn chưa có lý do chính xác. Một số người tin rằng cô bé có thể đã nuốt phải trứng rắn, sau đó trứng rắn phát triển thành 3 con rắn hiện tại. Việc một số người mang trong mình các loài động vật khác giống như việc mang thai thi thoảng vẫn xảy ra và xuất hiện nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng đó chỉ là những câu chuyện tưởng tượng. Sau khi thông tin về bé gái mang thai rắn được lan truyền trên mạng, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng bởi nguồn tin ban đầu không phải một trang báo uy tín của Trung Quốc. Cho tới nay, người ta vẫn chưa xác minh được tính chính xác của vụ việc kinh hoàng này. Ở Việt Nam, câu chuyện chị Đinh Thị Liên, 53 tuổi, đẻ ra đỉa xảy ra cách đây nhiều năm, nhưng đến giờ khi nhắc lại thì cả vùng quê nghèo Diễn Châu, Nghệ An vẫn xao động và rùng rợn. Chị Liên kể, tôi vẫn còn rùng mình mỗi lần nhớ lại chuyện hôm đó. Hôm ấy, đang làm ngoài đồng thì tôi bỏ về sớm vì thấy hơi khó chịu. Đi được một đoạn thì tôi thấy ướt ướt ở vùng kín, tưởng rằng mình đến tháng nên định về nhà tắm giặt thay đồ. Nhưng đến cổng thì thấy máu chảy ướt cả quần rồi, ở vùng kín có cái gì đó ngọ nguậy. Thấy vậy, tôi sờ xuống rồi lôi ra một vật dài 30cm và to bằng cổ tay người lớn. Chị Liên vứt ngay vật mình vừa lôi trong người ra xuống đất vì nghĩ rằng mình đã sinh ra quái thai. Nhưng sau đó, vì tò mò, chị lấy nước dội lên vật đang ngọ nguậy thì mới tá hỏa khi phát hiện đó là một con đỉa. Con đỉa có màu đen xen lẫn đốm vàng. Tuy nhiên, nó không như những con đỉa thường gặp mà to và dài gấp hàng trăm lần. Nói về nguyên nhân vì sao con đỉa nằm trong cơ thể mình, chị Liên chia sẻ. Trước đó khoảng 2 tháng, tôi có đi cắt cỏ cho trâu tại một đầm nước ngập lên đến đùi nhưng lại không đi ủng. Có thể con đỉa đã chui vào người tôi từ lúc ấy. Cho rằng con đỉa đã chui vào người mình từ lần đó, nhưng theo chị Liên thì chị không hề bị ngứa ngáy hay khó chịu ở vùng kín nên mới không phát hiện ra. Tuy nhiên, thời gian gần đây, phía bụng dưới của chị thường bị đau âm ỉ và chị thường hay bị sốt về đêm. Anh Lê Văn Khuynh, chồng chị Liên tâm sự. Từ hôm đẻ ra đỉa, có lẽ do sợ quá nên vợ tôi thường hay bị giật mình và sức khỏe cũng kém đi nhiều. Gia đình tôi cũng đã đưa bà ấy đi khám xét nghiệm máu, tử cung và buồng trứng để điều trị vì sợ di chứng do con đỉa gây ra. Không chỉ chị Liên và mọi người trong gia đình bàng hoàng trước sự việc xảy ra, mà ngay cả những người hàng xóm của gia đình chị cũng phải nhắm mắt, lắc đầu vì quá rùng rợn khi tận mắt chứng kiến sự việc. Một câu chuyện không kém phần kỳ lạ như hai câu chuyện trên, một cậu bé có tên Akman ở Indonesia lại có thể đẻ trứng định kỳ sau 2 năm cho ra đời 20 quả trứng. Hiện tượng người đẻ ra trứng gà quả là lạ, thậm chí Akman còn đẻ trứng trước mặt bác sĩ. Theo các bác sĩ, Akman đã đẻ tới 20 quả trứng từ trực tràng trong vòng 2 năm trở lại đây, khi đập vỏ bên trong toàn lòng đỏ hoặc toàn lòng trắng. Cha của Akman, ông Rudley cho biết thêm, trong vòng 2 năm trở lại đây, Akman đã đẻ 18 trứng và sang năm 2018 đẻ tiếp 2 quả nữa. Quả đầu khi đập vỡ toàn có màu vàng, không có lòng trắng. Do xuất hiện tình trạng lạ như vậy nên Akman đã được đưa tới bệnh viện nhiều lần nhưng các bác sĩ cho hay họ không thể lý giải được hiện tượng này. Các bác sĩ Indonesia khẳng định không thể có chuyện trứng gà hình thành trong cơ thể con người được. Bác sĩ đã tiến hành cách ly bệnh nhân tại bệnh viện Siak Yusup có tên viết tắt là SIH ở Goa để nghiên cứu đồng thời chụp X-quang để kiểm chứng xem có phải trứng gà được hình thành tự nhiên trong cơ thể Akman hay không. Người phát ngôn của bệnh viện SIH Muhammad Tatlim cho biết họ nghi ngờ những quả trứng được cố ý nhét vào trực tràng Akman hoặc bệnh nhân nuốt trứng nhưng đến nay vẫn chưa có bằng chứng cụ thể. Vì vậy, những quả trứng mà Akman đẻ ra hiện đang được nghiên cứu để sớm có câu trả lời dư luận về căn bệnh hiếm gặp này. Trong khi đó,
một nữ hộ sinh người Indonesia cũng từng khiến dư luận hoang mang khi khẳng định là người trực tiếp đỡ đẻ cho một sản phụ sinh ra một con thằn lằn. Vụ việc ngày một trở nên nghiêm trọng hơn, khiến giới chức quốc này buộc phải tiến hành điều tra chính thức. Theo đó, Josephine Wazu, nữ hộ sinh cho biết, sau khi sản phụ Debbie Nubatonit nằm lên bàn đẻ, cô hy vọng sẽ đỡ đầu cho một em bé kháu khỉnh, khỏe mạnh, nhưng trái lại, chỉ nhìn thấy một con thằn lằn nằm giữa đôi chân của chị Debbie. Con thằn lằn bị bao phủ cả dịch và máu khắp cơ thể, như thể vừa được sản phụ này mang nặng đẻ đau. Được biết, chị Debbie có dấu hiệu giống như những phụ nữ mang thai 8 tháng thông thường. Trước lần mang thai này, chị đã có hai đứa con khỏe mạnh. Tuy nhiên, theo ý kiến của một bác sĩ trưởng khoa bệnh viện thành phố Kupang, Indonesia, việc con người đẻ ra thằn lằn có thể chỉ là tin giả. Sự sinh đẻ ra khác loài chưa bao giờ từng được y học thế giới ghi nhận từ trước tới nay. Thưa quý vị, trái với câu chuyện kỳ lạ trên, nhiều người dân ở An Giang từng xôn xao về câu chuyện heo đẻ ra người. Hay tin về câu chuyện giật gân này, nhiều du khách đã kéo tới núi Sam để tìm xem chuyện lạ. Không ít người nghe qua câu chuyện cũng vô cùng hoang mang. Trước đây, trên một số diễn đàn mạng có câu chuyện kể về một du khách ở Gò Quao, Kiên Giang, tới núi Sam, thị xã Châu Đốc, thì thấy cảnh heo đẻ ra 8 đứa bé nên dùng điện thoại chụp lại. Tin đồn này còn được minh chứng bởi một bức ảnh và lan truyền đến chóng mặt trên mạng Internet, cũng như trong dư luận ở thị xã Châu Đốc. Kèm theo đó là một câu chuyện đầy tính liêu trai mà nhiều người dân đã truyền tai nhau. Một bà vợ ở Châu Đốc thấy con heo cắn ổ đẻ mà chờ không thấy đẻ, thế là bà đi ngủ. Hôm sau, dậy thấy cảnh 8 đứa con nít bu vào con heo, bà vợ sợ quá ngất xỉu. Ông chồng cũng xuống và gặp thấy cảnh này cũng xỉu luôn. Còn hai đứa con thấy bà mẹ xỉu, nhìn vào chuồng heo thấy cảnh này cũng sợ hãi và chi hô. Hàng xóm đến xem, công an đến khám nghiệm và bắt đưa đi hết. Đó là câu chuyện có thật tại An Giang. Sau câu chuyện giật gân này, nhiều du khách tin lời đồn đã kéo tới núi Sam để tìm xem chuyện lạ. Không ít người dân nghe chuyện cũng vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, trước những tin đồn này, ông Nguyễn Văn Minh, trưởng công an thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang cho biết trên báo Thanh Niên, tin heo đẻ người ở Châu Đốc là nhảm nhí. Theo ông Minh, hiện cơ quan chức năng đã tuyên truyền để người dân hiểu đó là tin bịa đặt. Thực chất, bức ảnh minh chứng cho heo đẻ ra người này đã được dùng điện thoại để chụp lại từ một bức ảnh gốc khác. Sau đó, người chụp đã làm cho mờ và nhòe ảnh để thu hút những người hiếu kỳ truy cập vào trang web hay diễn đàn của họ. Bức ảnh gốc này là một bức ảnh nằm trong series hình ảnh nhằm vận động hỗ trợ trẻ em bị bỏ rơi của Hội Bảo trợ Trẻ Em Concordia Philippines. Nếu nhìn kỹ ở dưới góc ảnh, người xem sẽ phát hiện dòng chữ chính là thông điệp If you don't have feed them, who will? Please call Concordia Children Survive at 713-3462 của bức ảnh này. Một kẻ ác ý nào đó đã sao chép bức ảnh gốc này bằng điện thoại, sau đó tung tin đồn nhảm trên làm mất trật tự ở vùng đất Châu Đốc, An Giang. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!